Xin chào các bạn, sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chạy cái ví dụ personnel kết hợp giữa array list với serialization và triển khai theo mô hình client server. Thế thì đầu tiên là tôi sẽ tạo ra cái dự án ứng với client. Thì tôi có p client ở đây. Finish, don't create. Sau đó ở bên này thì tôi sẽ tạo ra dự án mới và tôi đặt tên cho nó là P Server Finish và Don't Create. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành copy cái mã nguồn của đây, chúng ta copy từ server vào server. Ok. Và chúng ta copy từ sau đó thì chúng ta có thể xem qua cái phần mã nguồn và nó đang báo lỗi, không biết tại sao. Tôi sẽ đây nó thiếu cái lớp personnel, tức là chúng ta cần phải copy thêm cái lớp đó và copy, sau đó thì copy nó vào đây. Ok, tiếp theo đó thì chúng ta có thể thấy rằng là bên server thì họ tạo ra một cái mảng gồm có ba cái người như thế này. Và sau đó thì họ add các cái phần tử của mảng này vào trong một cái vector, chứ họ không sử dụng array list. Xin lỗi các bạn, lúc nãy tôi nói là kết hợp từ array list nhưng mà đây họ sử dụng vector. Thế sau đó thì đến cái phần mà liên quan đến kết nối mạng thôi. Cứ mỗi khi mà bên client họ gửi yêu cầu đến thì bên server sẽ accept và sau đó thì nó sẽ phản hồi bằng cách là gửi một cái đối tượng vào cái socket và để chúng ta có thể nhận được ở bên phía client. Thế là đây là bên phía client. Thì cái mã nguồn của chúng ta là như thế này. Sau đây thì chúng ta sẽ chạy cái chương trình server trước. Các bạn thấy là nó opening port, có nghĩa là nó ok, đã mở được cổng 1234. Bên client thì chúng ta cũng ấn vào run. Thế thì các bạn thấy là bên client thì nó sẽ kết nối đến server. Sau đó thì nó sẽ lấy hết các cái dữ liệu bên server về. Sau đó thì nó đóng kết nối ở đây. Sau khi mà nó đóng kết nối xong thì nó mới lần lượt duyệt qua cái phần dữ liệu nó đã nhận về. Và nó in cái dữ liệu đấy ra cho màn hình cho chúng ta xem ở đây. Đấy là cái ví dụ cuối của chương 4.